Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày Đinh Mão, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm lư trung hỏa kỷ tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọa và Tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Quan Nhật tốt mọi việc, sao Minh Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Về sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thần Cách kỵ về tế tự, sao Nguyệt Kiếm chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt đó, ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 13 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Tam Nương Sát xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Đông. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có thể sẽ vướng phải một số rắc rối trong chuyện tình cảm. Và ngày này gia đình có sự lục đục, vợ chồng thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau, và thay vào đó là dễ tin lời của người ngoài, làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm gia đình, khiến cho mâu thuẫn bùng nổ ngày càng nghiêm trọng hơn. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý trong ngày này là với bạn đừng có để cho những phút nóng giận mất khôn của mình làm rạn nứt trong chuyện tình cảm gia đình, khiến cho người bạn đời và cả con cái của mình phải chịu tổn thương. Có những lời nói dù không hữu hình nhưng nó lại có thể trở thành vũ khí gây ra vết thương lòng nặng nề mà không ai có thể tưởng tượng được. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý á, dù cái chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều rối ren nhưng bản mệnh không vì thế mà bỏ bê công việc của mình. Ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trợ lực, cái điều này vẫn giúp cho bạn đang bền bỉ để theo đuổi mục tiêu thăng tiến của bản thân mình. Tương lai thế nào không ai đoán định được trước, nhưng trước mắt với bạn vẫn dám làm và dám chịu trách nhiệm như bạn thì vẫn có được cơ hội đón nhận kết quả khả quan hơn chỉ là nói miệng rồi thôi nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thiếu đi sự tin tưởng với người bạn đời của mình, dễ tin lời người ngoài. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, gia đạo có sự bất ổn, vợ chồng mâu thuẫn lẫn nhau. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên tập trung phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, ăn nói thiếu suy nghĩ lúc nóng giận, gây tổn thương sâu sắc cho nửa kia và gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, bền bỉ theo đuổi mục tiêu vì tương lai thăng tiến ở phía trước. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 15, số 74, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc kim, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc. Với bạn tuổi Sửu trong ngày này rất có thể sẽ được hưởng thành quả nếu như bạn chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và mọi sự cố gắng của bạn đều đã được đền đáp xứng đáng nữa rồi. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, một số người có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào các thần chiếu cố, rất có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lớn nhờ vào những trò chơi may rủi, như thế là trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn không nên sống phụ thuộc vào số tiền này quá nhiều, mà cần phải cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình. Đừng có nên nghĩ tới việc không muốn làm mà vẫn muốn hưởng bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Đáng buồn là cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy lại không được như ý muốn. Đôi bên có thể xảy ra tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng như là rất nhỏ nhặt, và cả hai đều cần phải có thời gian để nhìn nhận lại vấn đề và thông cảm cho nhau nhiều hơn thì mới có thể giải quyết được vấn đề hiện tại nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nhận được tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, không nên cố chấp, hãy bao dung hơn cho những người mà mình yêu thương. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, vợ chồng không thống nhất được ý kiến với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 11, số 60, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn đang có được báo hiệu công việc của bạn ở thời điểm này đang tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ. Ngày này các mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, giúp cho bạn có được thêm cơ hội để gặp gỡ những đối tác tiềm năng, khách hàng đáng tin cậy và ký kết được những hợp đồng giá trị giúp mang lại thành công cho bạn. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điềm báo, có họa về tranh đấu. Bạn mệnh tuổi Dần là người có năng lực, xung quanh bạn cũng còn rất nhiều người tài giỏi, xung đột về lợi ích có thể xảy ra khi chẳng ai muốn nhận phần thua thiệt thuộc về mình. Điều tối kỵ nhất trong tập thể đó là mất đoàn kết, đấu tranh nội bộ, tính kết nối và sự đồng lòng sẽ giúp gia tăng thêm hiệu quả trong công việc. Mọi người góp một chút công, một chút sức thì ai cũng sẽ được hưởng lợi. Bởi thế với bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đừng có ngần ngại khi là người tiên phong trong việc gắn kết mọi người với nhau bạn tuổi Dần nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi,
khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã giao có được sự hài hòa, giúp gia tăng thêm cơ hội ký kết được những hợp đồng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có điểm báo họa tranh đấu có thể xảy ra trong tập thể. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, xung đột về lợi ích xảy ra khi chẳng ai muốn nhận phần thua thiệt thuộc về mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cần phải cố gắng gắn kết mọi người trong tập thể để gia tăng tính đoàn kết. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn gặp nhiều phiền phức trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mão, dễ vướng phải sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ, khiến cho công việc của bạn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Và bạn tuổi Mão, bạn vốn là người có chí tín thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Song, với bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình hơn nữa. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần phải thảo luận trước với mọi người xung quanh nhiều hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn mệnh nên ưu tiên tìm giờ hoàng đạo và xuất hành theo những hướng tốt để công việc của mình thêm phần thuận lợi hơn. Hướng tốt trong ngày đó là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cần phải cẩn thận kẻo lại kẻ tiểu nhân gây rối trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, dễ gặp mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên trao đổi nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, điều này sẽ đẩy bạn tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Thìn không những không nhận được sự giúp đỡ của mọi người mà thậm chí với bạn còn bị phản đối kịch liệt khi đưa ra ý kiến của mình nữa đó nhá. Với bạn tuổi Thìn trong ngày này, khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn cũng không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem xét lại bản thân và kế hoạch của mình, xem liệu nó đã hợp lý hay là chưa, và vì sao mà mình lại không thuyết phục được mọi người như vậy nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, điều này còn cho thấy các chuyện tình cảm của bạn với nửa kia dù đã là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn, chứ đừng có để cho tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra, vô tình nói lời tổn thương nửa kia xảy ra thường xuyên như vậy bạn tuổi Thìn nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, xảy ra tranh chấp trong họ hàng người thân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hãy xem xét lại bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 71, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Dậu.
Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang tiến triển rất yên bình và ổn định. Với bạn tuổi Tỵ, bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng mình. Nhờ đó mà hai người có thể kề vai sát cánh với nhau trong mọi chuyện nữa rồi. Và trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với những người khác giới. Và nếu như bạn có thiện cảm với ai đó, bạn có thể chủ động giữ liên lạc với người đó. Bạn cũng biết nữa rồi, mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó một cách bị động như vậy được mãi nhé. Chỉ tiếc rằng về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn khi bạn gặp thương quan án ngữ. Điều này dễ đẩy bạn vào hoàn cảnh đối đầu với những người lãnh đạo. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có để cho sự nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ của mình khiến cho bản thân mình làm ra những hành động gây hối tiếc về sau này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, dễ vướng vào những cảnh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên đối đầu với cấp trên của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, cần phải chủ động giữ mối quan hệ với mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tý ngọ mão dậu. Điều này làm cho bạn tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay, chớ nên để cho mình bị lừa gạt, mất tiền không đáng có. Dù bản mệnh có dư giả đi chăng nữa thì cũng nhớ là phải để dành một khoản dự phòng cho các tình huống bất ngờ xảy ra với mình nữa nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi ngọ, đối với những người làm trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư thì cần phải hết sức bình tĩnh, cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư, bởi thời điểm này với bạn sẽ gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy và dễ dàng đưa ra những quyết định thiếu cảm tính, rủ rê và lôi kéo nữa. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay là đang ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, không nên chi tiêu quá bừa bãi mới có thể tích lũy được. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu, chớ tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đến với mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, không nên đưa ra quyết định đầu tư quá vội vã. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 39, số 80, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mùi trong ngày này, công việc của bạn tiến triển vô cùng là tốt đẹp nhờ có được ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Và với bạn tuổi Mùi, để lập ra được những kế hoạch công việc phù hợp, bạn hãy đánh giá năng lực của bản thân mình và tình hình thực tế sao cho thật sát thực và chính xác nhé.
Và với bạn tuổi Mùi trong ngày này cũng rất may mắn khi bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay, và đối phương có thể đưa ra định hướng giúp cho bạn để cho bạn xác định được hướng đi của bản thân mình trong tương lai, đồng thời giải quyết được những rắc rối hiện tại mà bạn đang gặp phải nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu đi sự quan tâm tới gia đình, người thân của mình. Dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng chớ nên tìm cớ đẩy mọi việc nhà cho người ấy, còn mình thì bàng quang như vậy nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim cần phải xác định rõ khả năng của mình, cũng đừng có đặt mục tiêu quá xa vời. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, quan hệ xã hội được tốt đẹp, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia của mình như vậy. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 63, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này giúp cho bạn tuổi Thân có được tinh thần làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, sẽ nhận được sự đánh giá cao của những người làm lãnh đạo, và bạn có được cơ hội cất nhắc trong ngày hôm nay nữa nhé. Với bạn tuổi Thân, khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình, bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy. Hãy để cho mọi người xung quanh nhận thấy và công nhận khả năng của mình nữa. Và bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Vì vậy, bạn hãy tự tin lên bạn tuổi Thân nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia rất có thể sẽ xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Và vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường tình. Bạn chớ có nên vì điều ấy mà thất vọng với người ấy, hoặc là nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương như vậy nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, có đầu có đuôi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự đánh giá cao của những người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, vợ chồng có sự bất đồng quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nhanh chóng nắm bắt được cơ hội thuộc về mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tính xấu của mình đi nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 76, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu, bạn vốn là người rất nhạy bén và giỏi ứng biến. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, dưới tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, điều này lại làm cho bạn quá kiêu ngạo và chủ quan, không chịu thỏa hiệp và lắng nghe những ý kiến của người khác nữa nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn mạnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu như là bạn đang còn độc thân, bạn cũng không nên vội vàng đến với một ai đó. Mà nếu như bạn đã lập gia đình rồi, thì bạn cũng cần phải giữ khoảng cách thích hợp với những đối tượng khác giới tiếp cận với mình, đang có ý đồ không lành mạnh đó nhé. Xem tử vi chỉ ra rằng hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này theo nhị thập bát tú là ngày xấu, và ngày hôm nay cũng là ngày tam nương sát xấu, kỵ về khai tương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vì vậy với bạn tuổi Dậu nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho hợp lý để tránh những điều đáng tiếc xảy ra với mình. Nếu như bạn tuổi Dậu có công việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn cũng nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy cũng được khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa được nhiều người khác giới để ý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ sẵn sàng gây gổ, nổi nóng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với những người khác phái. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim thể hiện được quyền uy của mình, được mọi người nể trọng. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 16, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất làm ăn rất thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày hôm nay, nếu như bạn nhanh tay nắm bắt được cơ hội, với bạn sẽ tìm được những mối đầu tư, hợp tác làm ăn có giá trị, giúp cải thiện về tình hình tài chính cho mình một cách nhanh chóng nữa. Và trong công việc với bạn tuổi Tuất ngày thứ ba này, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của những người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề mà mình đang gặp phải. Nếu như bạn dũng cảm nhận lỗi, bạn sẽ phát triển một cách nhanh chóng hơn nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể xảy ra bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Và với bạn tuổi Tuất, bạn nên chờ cho cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi mới thảo luận với nhau sau, chớ nên nối dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy như vậy nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nhanh chóng nắm bắt cơ hội, không nên chần chừ do dự. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ tìm được mối đầu tư hoặc là hợp tác làm ăn có lợi. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, không nên cố tình che giấu đi những vấn đề mà mình đang gặp phải. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chia sẻ những khó khăn với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 83, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi, đối với những người đã lập gia đình rồi thì sẽ có được một ngày khá yên bình. Sau một ngày đi làm vất vả, khi trở về nhà chính là nơi giúp cho bạn hoàn toàn được thả lỏng, quên đi những chuyện muộn phiền trong cuộc sống nữa rồi. Trong ngày này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đang còn độc thân cũng có thể sẽ nhận được những tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy với bạn tuổi Hợi nên mở lòng mình hơn để nhận ra được những ưu điểm và khuyết điểm của mọi người và cho đối phương cơ hội tới với mình nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy với những chuyển biến trong sự nghiệp của bản mệnh, bạn tìm được những cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân mình, không trốn tránh những nhiệm vụ hóc búa, khó khăn và điều đó khiến cho lãnh đạo đánh giá rất cao về bạn nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, những người đang còn độc thân nhận được nhiều sự săn đón của những người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, hóc búa. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hãy mở lòng mình với mọi người, đừng quá mức soi mói. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 22, số 65, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.